hãy bơi chọn cho ca khúc bài hát Việt tháng 10 năm 2014 với cú pháp BHAT, khoảng cách và số ca khúc gửi về 7357. Và số 55 bài hát Chợt Quên của tác giả Trần Ngọc Vũ. Và số 56 bài hát Ngày Khác của tác giả Huyền Sammy. Và số 57 bài hát Mơ Về Em của tác giả Đinh Mạnh Ninh. Và số 58 bài hát Vì Mất Đi Ánh Mặt Trời của tác giả Đặng Tuấn Phong. Và số 59 bài hát Tình Yêu Rất Gần của tác giả Lê Nguyên. Và số 60 bài hát Niềm Tin của tác giả Lê Khanh. Và số 61 bài hát Chỉ Anh Với Anh của tác giả Hoàng Dạ. Và số 62 bài hát Ảo Ảnh Trưa của tác giả Nguyễn Trần Thu Quân. Và số 63 bài hát Tỏa Sáng của tác giả Đức Thiện. Hãy thể hiện sự quan tâm của bạn với những sáng tác mới của làng âm nhạc Việt Nam. Giải thưởng là một điện thoại smartphone Line 504M của thương hiệu Mobistar.